xe máy, xe ô tô, bàn ghế tràn xuống vỉa hè, đẩy người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Đây là những hình ảnh không khó để bắt gặp trên nhiều tuyến phố ở thành phố Biên Hòa hiện nay. Tại những tuyến đường như Võ Thị Sáu, Trương Định, Phan Trung, v.v., nạn lấn chiếm lòng lề đường đang diễn ra phổ biến và gây bức xúc cho người dân. Vi phạm quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông, thế nhưng tại sao tình trạng này vẫn ngang nhiên diễn ra? Câu hỏi này xin được dành cho các ngành và lực lượng chức năng liên quan.